Hiện tại đó, một bài hát từ ca từ đến giai điệu Quang Ly rất yêu quý. Và mỗi đêm khi Quang Ly nằm ngủ, Quang Ly vẫn thường mở cái bài này để nghe. Và hôm nay Quang Ly xin hát bài này để tặng cho quý ông bà anh chị em tại giáo xứ của mình. Xin mời Văn Nhạc. Và nếu Quang Ly mà có hát là một người ngoại đạo mà hát thánh ca mà có gì sơ sót thì chắc chắn là quý bà con cũng vui lòng tha thứ phải không ạ? Lạy Chúa, con chỉ là tàu vận, Chúa thật đã sáng rồi. Lấy gì mà dâng Chúa đây? Lấy gì mà dâng Chúa đây? Vì trước mặt Chúa thái dương cũng mòn hen, dòng sông cả mây sâu còn là mây đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm gì dâng tiếng. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thua, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tôi mình tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con muốn phai, sẽ lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trong đời tay không nhỏ bé, trong đời xin dâng tin, con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy mùa, có chi đâu. Em còn một lời nữa, em hát chưa xong mà. Hát nhạc thánh ca mình phải từ tốn tâm mình mới bình an. Dạ. Tôi xin được cảm ơn anh em và hát nhiều ạ. Dạ không sao. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Coi như là bây giờ con Lê hát xong, con Lê phải lên xe đi về Bình Dương để hát cho một cái chương trình ca nhạc mà con Lê đã nhận lời từ trước. Và đây là giây phút gói ghém mà con Lê xin cảm ơn cha và quý anh chị đã để con Lê cơ hội để mà góp tiếng hát, coi như tặng bà con trong giáo xứ của mình. Và ước mong một ngày không xa, con Lê sẽ được trở lại đây để cùng gửi tiếng hát của mình đến ông bà, anh chị em. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều.